quả phạt góc thứ 3 liên tiếp sẽ như thế nào. Đó là cú đấm bóng của Hải Yến. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m, một tình huống bị đẩy ngã của Thùy Trang. Chưa rõ người bị phạm lỗi là Thùy Trang hay Bích Thùy, chúng ta sẽ cần xem lại tình huống này trong sự phản đối của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Trọng tài rất kiên quyết với quyết định của mình. Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đang rời khỏi sân. Một tình huống phản ứng trước quyết định của trọng tài. Đã có tác động từ Lan Anh với Thùy Trang. Một tác động dù nhẹ nhưng cũng khiến cho một cầu thủ kinh nghiệm như Thùy Trang biết cách xử lý như thế nào trong vòng cấm địa của đối phương. Lúc này thì toàn bộ các cầu thủ của Phong Phú Hà Nam đã ra bên ngoài sân để phản ứng với quyết định của trọng tài. Trọng tài chính Trần Thị Thành đã yêu cầu các cầu thủ Phong Phú Hà Nam trở lại sân. Một trận đấu thực sự căng như dây đàn, cân bằng về tỷ số, và cả hai đội đều cho thấy quyết tâm của mình. Trong hiệp đấu thứ hai, cả hai đội đều muốn có điểm. Với Phong Phú Hà Nam có lẽ là quyết tâm có một điểm, còn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cô trò huấn luyện viên Kim Chi muốn có nhiều hơn một điểm ở trận đấu này. Phong Phú Hà Nam đã có một sự nỗ lực rất lớn trong trận đấu ngày hôm nay. Chính bởi vậy, đối mặt với một quả 11m thì toàn bộ các cầu thủ của Phong Phú Hà Nam đang phản ứng với quyết định của trọng tài. Chúng ta một lần nữa sẽ xem lại pha bóng rất đáng chú ý này. Pha quay chậm cho thấy rất rõ là đúng là có tác động từ phía sau với cầu thủ đã chủ động nhảy lên tranh chấp bóng bổng. Ở tình huống này, Thùy Trang là người chủ động hơn so với Lan Anh. Đây là lúc đòi hỏi sự chuyên nghiệp từ phía các cầu thủ cũng như ban huấn luyện, và tất nhiên là cả vai trò của ban tổ chức nữa. Cũng có thể đây là một tình huống gây ra một sự ức chế tâm lý cho người sẽ thực hiện quả 11m bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những phút tiếp theo để xem ban tổ chức, các trọng tài sẽ xử lý như thế nào. Phong Phú Hà Nam có lý do để phản ứng với quyết định này của trọng tài, trong khi quyết định của trọng tài chính đã được đưa ra. Họ đã nỗ lực không biết mệt mỏi trong 90 phút và đang đối mặt với tình huống thổi 11m. Những hội ý từ tổ trọng tài. Lúc này thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1
vẫn đang duy trì một nhịp độ. Nếu để ghi bàn ở thời điểm này thì rất khó để Phong Phú Hà Nam có thể tìm kiếm bàn gỡ. Ta hãy cùng chờ xem những quyết định cuối cùng. Cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã phản ứng quá lâu rồi. Mời bọn em rất là nhiều rồi. Liên tiếp những cuộc điện thoại được thực hiện của cả huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường và giám sát trận đấu. Lúc này thì trưởng ban tổ chức của giải đấu cũng đã có mặt để giải quyết tình huống phát sinh ở cuối trận đấu, một thời điểm mang tính quyết định tới cuộc đọ sức ở vòng đấu thứ 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Thái Sơn Bắc 2020 giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Có lẽ sau trận đấu này thì cả về công tác tổ chức cũng như công tác trọng tài cũng cần phải được xem xét lại để các cầu thủ thực sự tôn trọng quyết định của trọng tài trên sân. Trọng tài kết thúc trận đấu đi. Thi bằng. Đầu đấy. Đổi đi. Như vậy là quyết định đã được đưa ra. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và như vậy là đã có quyết định xử thua với câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Trọng tài đã quyết định kết thúc trận đấu và giữ quyết định của mình. Như vậy là đã có thêm 3 điểm cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau một trận đấu không thể kết thúc như mong đợi.